bốn người. Xin chào các bạn, thì lại là giao du nhưng mà đèn vai lèo. Mình vẫn đang sử dụng cái webcam làm micro, vì cái micro nó vẫn bị hư. Thì cài lại Win 10, mình đã cài lại Win giống y như mấy thanh niên comment. Và cái kết là mình mất dữ liệu và ứng dụng, còn lại thì không được cái gì hết. Driver của mình hình như không bị lỗi cho mấy. Đấy mà mình đã cài lại Win nhìn nó mới tinh này thấy không. Đáng lẽ không phải bức ảnh này đâu nhưng mà cài vô cho nó thu view. Thì sau khi cài lại Win thì ứng dụng biến mất thì mình cũng phải cài lại Blue Start đúng không? Vậy nên mình đã cài lại Blue Start và hôm nay là clip cài Win lại chơi Blue Start có mượt không? À chơi Free Fire bây giờ. Nói chung là chơi giả lập có mượt không? Đó mọi người sẽ thấy là mình mới tải lại luôn. Setting mất hết luôn. Mất luôn cái gì? Setting giao du của tôi luôn rồi. Ok đợi xíu đi, setting lên xong FF này. Khi cài lại Win như vậy thì cái gì ta? Cái Randell AMD của tôi sẽ biến mất đúng không? Đúng rồi, mất rồi nè. Đấy lẽ là sẽ có cái Randell đấy. Khi mất cái đó thì FPS làm gì được 90 nữa, làm gì được 120 nữa. Vậy nên con cạch đầu hạ nó quan trọng lắm. Ai mà xài laptop thì làm sao mà lên được 90 FPS. Cài lại Win như vậy là coi như máy sẽ không có Randell driver của AMD thì FPS sẽ được 90 luôn à. Vậy chưa 90 này không biết nói gì giờ. Nói chung là máy mình sau khi kia nó vẫn FF bình thường. Chơi game thì không biết nó có mượt không. Phải setting lại nè. Ok, làm mở phím lại, ok. First blood. Gì vậy ba? Đây rồi. Đây rồi. Không có hiện từ giật nha, chắc do ổ đĩa C nó trống quá, nó mượt mè hơn nên nó không có hiện từ giật. Chuột mình bị liệt rồi. Trời ơi, cái chuột bị liệt rồi. Bắn không được one shot mà nó bị delay nữa, chán ghê ạ. Bị delay nút nữa. Một đầu. Trời, nó bên này mà nó vô bên kia luôn. Thế nó chạy qua mà ta. Ủa áo nhỉ. Triple kill. Dạ quá ta. Bốn người. Quá ghê gớm. Một mình cấn tất cả. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Bây giờ lên làm bốn phát là đã xong.